chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Ảnh Chế. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em những bức tranh tô màu bị vẽ bậy mà đảm bảo nhìn qua thì bạn sẽ đánh mất hết cả tuổi thơ luôn. Xin mời anh em đón xem. Đầu tiên là bức tranh vẽ về nàng công chúa tóc dài đang đu mái tóc của mình để xuống đất. Và đây là lý do mà nàng công chúa tóc dài vẫn chưa dám đặt chân xuống đất. Tiếp theo là một bức tranh vẽ về nàng Bạch Tuyết và những con chim. Sau khi bị vẽ bậy, nàng Bạch Tuyết đã hóa thành nàng tiên cá đang bị mắc lưới của lũ chim kia. Tiếp theo là một bức tranh vẽ về nàng Lò Lem và hai con chuột. Sau khi được tô màu thì con chuột mặc áo tím đã dùng một khẩu súng để sát hại con chuột mặc áo xanh. Tiếp theo là hai cậu bé đang chơi trò cướp biển. Và sau khi được tô màu, hai cậu bé kia đã trở thành hai tên cướp biển cực kỳ nguy hiểm. Tiếp theo là một nàng công chúa có một đôi tay siêu dài. Tiếp theo là một con mèo đang vẽ bậy lên một bức tranh. Và sau khi được người ta vẽ lại, nó đã trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp đang vẽ một bức tranh rất là đẹp. Tiếp theo là một nàng công chúa và một chàng hoàng tử đang đứng cạnh nhau. Và sau khi bị vẽ bậy, họ đã mặc chung một bộ trang phục khá là dị hợm. Bức tranh này vẽ về một cô nàng đang ngồi buồn trên ghế đá. Bức tranh này đã trở nên cực kỳ kinh dị khi cô ta đã sử dụng một cây búa để gõ vào đầu con sóc. Nhưng đây mình cũng xin giới thiệu với anh em một ứng dụng tô màu miễn phí rất thú vị trên điện thoại, đó là ColorTime. ColorTime là một trò chơi tô màu theo số giúp anh em giải trí sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Ứng dụng này sẽ giúp anh em rèn luyện sự tỉnh mắt và trí thông minh. ColorTime có rất nhiều mẫu tranh đẹp và đa dạng như nhân vật anime, tranh phong cảnh, động vật, hoa quả, vân vân và máy may để anh em thỏa sức thể hiện khả năng tô màu đỉnh cao của mình. Nhiều bức tranh còn có cả nhạc đi kèm để mọi người vừa tô màu vừa chiều theo nhạc. Để mình tô thử một bức tranh cho anh em chiêm ngưỡng nhé. Đấy, anh em thấy mình tô màu có đỉnh không? Đặc biệt, sau khi tô màu xong, bạn có thể ký tên để tặng bạn bè hoặc sử dụng tác phẩm của mình để làm hình nền cho điện thoại. Ngoài ra, ứng dụng còn có chuyên mục Hành Trình Sắc Màu, nơi bạn có thể vừa tô tranh vừa khám phá vòng quanh thế giới. Anh em hãy tải ứng dụng ColorTime để tô màu và chơi các thử thách trong ứng dụng nhé. Để tải ứng dụng này là bạn hãy nhấn vào đường link ở phần bình luận hoặc mô tả của video này để tải ngay về máy. Các bạn đừng quên đánh giá 5 sao để ủng hộ ứng dụng thú vị này nhé. Tiếp theo là một bức tranh vẽ về cô bé Dora đang bị bốc cháy. Đây là một bức tranh đang vẽ cảnh giữa đại biển sâu. Bức tranh này đã trở nên kinh dị hơn khi người ta đã vẽ một nàng nhân bị buộc vào một tảng đá rồi thả xuống đại biển. Đây là một bức tranh vẽ về người tuyết Olaf và một con tuần lộc. Sau khi được vẽ lại thì con tuần lộc kia đã hóa thành một con hổ. Tiếp theo là một bức tranh vẽ nhân vật này đang nằm trên một vùng nước. Và sau khi được vẽ lại, nhân vật này đã bị một con voi dùng cây gậy bóng chày đánh đến nỗi bất tỉnh, thè cả lưỡi đá luôn. Đây là bức tranh vẽ về chú chó Goofy đang chơi bộ môn bóng chày. Và sau khi được vẽ lại, nó đã trở thành một tên giang hồ máu mặt. Bức tranh tiếp theo vẽ về một chú gấu bông đang cầm một cây kéo. Và sau khi được vẽ lại, người ta đã biến nó thành tên sát thủ Saul. Còn đây là một bức tranh vẽ về tắc giang và một con tinh tinh. Và sau khi bị vẽ bậy, con tinh tinh kia đã bị tiêu chảy. Tiếp theo là một bức tranh vẽ về nàng Lò Lem đang vui mừng khi nhận được chiếc váy của bà tiên tặng cho. Và người ta đã biến bức tranh này thành nàng Lò Lem đang khiêu vũ với một con quỷ. Đây là một bức tranh vẽ về một chú hề. Và sau khi bị vẽ bậy, chú hề kia đã biến thành một tên sát thủ cực kỳ nguy hiểm. Còn đây là một bức tranh vẽ về nàng tiên cá đang vui đùa dưới đáy đại dương. Và sau khi được tô màu, nàng ta đã trở thành một kẻ đánh bắt cá. Bức tranh tiếp theo vẽ về một con thỏ đang đổ bánh vào một cái bát. Nhưng sau khi bị vẽ bậy, những chiếc bánh kia lại trở thành những chiếc răng. Xem ra nó đã sử dụng cái kềm kia để bẻ răng rất nhiều người. Đây là bức tranh vẽ về một người đang đội nón nhưng chưa vẽ gương mặt. Sau khi bị vẽ bậy, người ta đã lật ngược bức tranh này lại rồi vẽ thành một con macaron. Và đây là bức tranh vẽ về nàng công chúa Merida. Sau khi được vẽ bậy, nàng đã trở thành một con quỷ với rất nhiều mắt trên cơ thể của mình.
tranh này vẽ về một nàng công chúa và một chàng hoàng tử đang cưỡi ngựa cùng nhau. Và sau khi bị vẽ bậy, họ đã trở thành nửa người nửa ngựa. Và con ngựa kia chỉ là một khúc gỗ rồi gắn thêm cái đầu ngựa vào mà thôi. Bức tranh tiếp theo vẽ về một con gấu đang mang một cái phao để bơi. Sau khi bị vẽ bậy, cái phao kia đã trở thành một con rắn đang chuẩn bị nuốt chừng con gấu. Bức tranh này vẽ về một con gấu và một con gấu bông. Sau khi được tô màu, con gấu lớn đã sử dụng một cái dao để tấn công con gấu nhỏ. Bức tranh này vẽ về hai chú sâu và một con thỏ. Sau khi được tô màu, con thỏ kia đã bị hai con sâu này giam cầm trong một cái chuồng sắt. Bức tranh tiếp theo vẽ về một nàng công chúa đang ngủ say. Và giờ đây tính mạng của cô đang bị đe dọa bởi tên sát thủ Freddy. Bức tranh tiếp theo vẽ về một thiên thần nhỏ bé. Sau khi bị vẽ bậy, nàng tiên kia đã hóa thành một con quỷ với hàm răng vô cùng gớm ghiếc. Đây là bức tranh vẽ về nàng công chúa Jasmine, vợ của Aladdin. Và người ta đã đưa nàng ra vũ trụ với một khẩu súng laser. Bức tranh tiếp theo vẽ về một chàng hoàng tử đang tặng hoa cho một công chúa. Sau khi bị vẽ bậy, nàng đã sở hữu một cánh tay phải cực kỳ dài. Bức tranh này vẽ về nàng công chúa Jasmine đang ngồi trên chiếc thảm bay. Sau khi bị vẽ bậy, người ta đã biến nàng thành một con quỷ với 6 cánh tay và 6 con mắt. Bức tranh tiếp theo vẽ về nàng công chúa Merida đang cưỡi ngựa ra khỏi hoàng cung. Và người ta đã biến nàng thành kẻ phóng hỏa thiêu rụi lâu đài. Bức tranh này vẽ về nàng tiên cá đang cầm một bản đồ kho báu. Sau khi bị vẽ bậy, người ta đã vẽ cho nàng một đôi chân ẩn đằng sau cái đuôi cá kia. Và đây là những nhân vật hoạt hình Disney gắn bó tuổi thơ của rất nhiều người. Và sau khi bị vẽ bậy, họ đã trở thành những kẻ chủ mưu của vụ đốt cháy lâu đài. Bức tranh này vẽ về nàng công chúa tóc dài đang chơi nhảy dây với mái tóc của mình. Sau khi bị vẽ bậy, nàng ta có tới 6 cái chân và đang bị một con thủy quái nuốt chừng. Bức tranh này vẽ về một con mèo đang vờn một con chuột. Và sau khi bị vẽ bậy, con mèo kia đã sát hại mẹ của con chuột. Bức tranh này vẽ về chàng siêu nhân đang cầm bộ trang phục của mình. Sau khi được tô màu, bộ trang phục của siêu nhân là màu hồng, trông rất là nữ tính. Bức tranh này vẽ về một con nai và một con thỏ đang nô đùa với nhau. Và sau khi bị vẽ bậy, con nai kia đang ngậm một cán xăng, còn con thỏ thì cầm một cái bật lửa. Xem ra chúng là những kẻ chủ mưu của vụ đốt cháy tòa nhà phía sau. Bức tranh này vẽ về một cô nàng đang nhảy, còn những người khác đang cổ vũ cho cô. Sau khi bị vẽ bậy, những người kia đã đẩy cô xuống một hồ dung nham. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận chia sẻ.